Xin đưa bà con bác, hiện tại bà Michael đang đứng đây đó là trước mặt bà con bác đó là tượng Thanh Giống đó. Phù Đổng Thiên Vương. Nơi đây người ta gọi đó là ngã 6 Sài Gòn. Cái góc bà Michael đang đứng nhìn là ở đây cái chỗ đường Nguyễn Trãi nè, hồi xưa là đường Võ Tánh. Cái đây hồi xưa là tiệm thuốc tây đó bà con. Bên kia là đường Ngô Tùng Châu, bây giờ là Lê Thị Riêng. Rồi bên kia là Cách Mạng 8, hồi xưa là đường Lê Văn Duyệt. Rồi bên đây nè, đường Lý Tự Trọng, hồi xưa Gia Long. Đường Phạm Hồng Thái, đường Nguyễn Thị Nghĩa này hồi xưa là Phan Văn Hùm nè. Hồi xưa trước năm 75 ở nguyên cái dãy này là bán đồ ăn. Ôi giờ có cái cà phê Amazon mở đây nữa nè. Cáp Phi, hồi xưa đây là cái khách sạn nè, bây giờ thành cái Cáp Phi. Rồi giờ mời bà con bác lên xe ha, để cùng với ba Michael đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Hồi xưa ở đây bùng binh là không có đèn xanh đèn đỏ nha bà con. Nhưng mà dạo này xe đông quá, thành thử ra là có đèn xanh đèn đỏ rồi. Ba mày còn nhớ đó, ngay đây không bao giờ có đèn xanh đèn đỏ. Nói chung là ngay vùng Binh ít khi nào có đèn đỏ lắm. Mọi người cứ vô luồng mà chạy thôi. Đây là bãi Carnival. Đó, cái khu này là khu bán xe ở Gia Long nữa. Bên kia xưa đó là Rạp Long Phụng, chuyên chiếu phim Ấn Độ đó bà con. Cái rạp này hồi xưa rạp nhiều lắm. Bà con cô bác có bị chưa? Chứ ba Michael là hồi đó đi coi phim là bị rồi đó. Mấy cái ghế như là ít người lao chùi hay sao á. Hai cái bàn tay cắn nát hết. Đó như là mình để cái ghế, bà con cô bác chắc không biết bà con cô bác có từng bị rệp cắn chưa ta. Nó ngứa lắm bà con, nó ngứa chịu không nổi luôn á. Hai bàn tay nè, cái nhất là cái phía bằng mặt phía sau nè, để mình gác lên nó trò nó ngứa mà giống như nó nổi từng cục cục như mề đai vậy. Đây là ngã tư đường Trương Định. Trương Định này hồi xưa là Trương Công Định nha bà con. Trương Công Định với lại Gia Long. Hai cái tiệm này, một bên là tiệm Nhật, hồi xưa ở đây cũng là tiệm Nhật. Trước khi mà dịch nó xảy ra đó thì cái nhà hàng, hai cái nhà hàng Nhật Bản này đông khách lắm. Nhưng mà sau khi mà dịch xảy ra thì chỉ còn có một cái tiệm Nhật bên tay phải này là chống cự được. Thậm chí đến mùa dịch nó vẫn còn làm ăn được luôn rồi đó. Trong khi bên đây là chịu không nổi. Đây bên tay phải ba Michael đây là tiệm bánh ngọt, nhà bánh ngọt Bảo Hiên Rồng Vàng. Nổi tiếng lắm nha bà con. Chuyên bán mấy cái bánh á, bánh hồi xưa bây giờ ở đây có bán á. Rồi đây là đường Thủ Khoa Hưng. Ở đây là đường Lý Tự Trọng với đường Nguyễn Trung Trực. Trước mặt bà con cô bác bên kia, bên tay trái đó là Pháp Đình Sài Gòn đó bà con. Còn bên tay phải này là thư viện. Vô tới trung tâm giờ này là bắt đầu thấy vắng xe ha. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hồi xưa là đường Công Lý. Bên tay trái này là công viên Liên Hiệp. Còn cái này là gọi là Dinh Gia Long. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật một chậu hoa lan. Chậu hoa lan này chắc cũng cả triệu ha. Đường Pasteur. Ba Michael cũng thích hoa lan lắm mà con. Hoa lan chân lâu lắm. Cho nên sau này mấy năm gần đây gia đình ba Michael đến dịp Tết á, thường hay trưng hoa lan lắm. Đợt khỏi phải tốn công tưới nước, thay nước, đưa mấy cái bông hoa, hoa huệ, hoa cúc, hoa đồ á, mình phải đi thay nước. Rồi sau này cái nước nó thúi lắm. Nha. Còn chân hoa lan nó sạch sẽ, mà nó để lâu nữa, có khi cả tháng. Pasteur nè. Đường này đường Hàng Thuyên. Propaganda này ba mẹ con cũng ăn mấy lần rồi. Rồi giá cũng mắc đó nha bà con, chứ không có rẻ đâu nha. Dĩa cơm chắc cũng 200.000 đó. Dĩa cơm tô phở hay gì đó. Nhưng mà ăn ngon, được cái ngon. Ừ. Cơm tấm cũng làm lạ lắm bà con. Đó, bữa nào bà con bác vô chổng ăn cơm sườn ba mẹ gồi nhớ như 200 mấy á. Chưa ra mấy cái quán ở đây là bà con bác phải nhớ là phải có thêm thuế nữa nha bà con. Ở đây hồi xưa là nhà sách Liên Châu nè. Ăn mấy cái quán bình thường thì mình không cần để ý tới cái chuyện thuế nha bà con. Nhưng mà xin thưa bà con bác ra mấy cái trung tâm quận nhất này vô quán ăn là bà con bác phải nhớ giúp ba mẹ gồi á là phải thuế. Mà thuế không phải thuế một cái nha bà con, thuế cộng cộng á. Tại sao mà có thêm cộng cộng là hai cộng đó, là một cái là VAT, một cái là tiền tiếp đó bà con. Ăn mấy quán ăn ngoài trung tâm này bà con bác nhớ là đừng có thấy nó để giá vậy là bà con bác vô nghĩ trả giá vậy nha. Ví dụ cái món đó nó đề là 200.000 đi, dĩa cơm tấm đi, ba mẹ gầu ăn dĩa cơm tấm 200.000 thì bà con bác phải nhớ là phải cộng thêm 20.000 tiền VAT, rồi cộng thêm Có nhiều chỗ nó có 5% phí phục vụ à, mà có nhiều chỗ rút tới 10% lận. Thành thử ra là phải thêm 20.000 nữa, thành ra dĩa cơm tấm đó là phải từ 230-240. Có nhiều người hỏi ba Michael á, không phải hỏi ba Michael nữa, mà người ta ngạc nhiên, nó hỏi ăn dĩa cơm tấm cũng phải đóng thuế giá trị gia tăng là sao? À, cái đó thì thật sự ba Michael cũng không biết. Thì cái đó là quy định rồi, mấy cái hàng hóa dịch vụ thì đó là thuế VAT 10%. Đây là đường Lý Tự Trọng, hồi xưa Gia Long. Mình đang đi đường Đồng Khởi, hồi xưa là đường Tự Do. Cho nên mình sống ở quốc gia nào mình quen quốc gia đó nha bà con. Ở Việt Nam mình là coi như là cân bằng ở giữa. Chỉ có những cái khu trung tâm này bà con mới bác mấy chịu thuế đó thôi à, VAT với lại phí phục vụ. Còn ra mấy cái rì rì là hầu như bà con bắt cứ thấy nó đề giá nhiêu trả đúng nhiêu thôi à, không chừng trả thêm. Vui vui thì tiếp thêm cái. Mà nhắc cái vụ tiền tiếp cũng mắc cười lắm bà con. Tùy theo mỗi quốc gia nha, tùy theo mỗi phong tục nha. Bà con cô bác mà đi qua Mỹ mà bà con cô bác đi ăn uống cái gì mà bà con cô bác không tiếp á, là nó coi bà con cô bác giống như là quái thú vậy đó à. Không tin bà con cô bác nó hỏi người thân bà con cô bác bên Mỹ đi, ăn cái gì làm cái gì bất cứ thứ gì cũng phải yêu cầu tiếp á, tiếp ít tiếp nhiều gì cũng phải tiếp đó. Rồi mà mình vô mình ăn xong mình đi ra mình cái hóa đơn mà trả lên trên xong nha, mà không có tiếp vô cái nó nhìn mình giống như quái thú vậy đó. Ngộ lắm. Ăn uống gì bên Mỹ là nói chung là bà con cô bác sống ở Mỹ là bà con cô bác phải tập cái thói quen tiếp, và giống như là người dân người ta sống nhờ bằng tiền tiếp luôn đó bà con. Nhưng mà với cái đó là văn hóa của Mỹ nha à. Rồi mà con hư mà cô bác mà đi qua văn hóa của Nhật á, mà bà con cô bác mà tiếp cho họ đó là cái đó là lớn chuyện á. Ở Nhật là không có nha bà con cô bác mà bỏ tiền vô cái đó là nó là một cái hành động sỉ nhục của họ đó. Thì ba mẹ còn nhớ là hướng dẫn viên du lịch nó nói vậy á, mà không biết phải không. Nhưng mà ở bên nước Nhật là không có thói quen văn hóa tiếp nha bà con à, cho tiền họ là một hành động sỉ nhục họ đó. Cho nên tùy. Còn ở Việt Nam mình thì ở giữa bà con à, tiếp cũng được mà không tiếp cũng được à, có tiền thì tiếp, không có tiền thì thôi à, mà Việt Nam mình nó lại ngược vậy nè bà con. Dân đại gia đó thì một đồng tiếp nó cũng không có nữa à, dân càng giàu ở Việt Nam mình nó dân càng giàu là đồng tiếp không có nha bà con. Thậm chí nó còn nó canh nó từng đồng nữa. Chỉ trừ khi vô mấy cái quán này nó đã có tiền tiếp sẵn trong đó, đó là cộng thêm thuế về thuế phục vụ phí phục vụ á, thì bắt buộc là họ trả. Chứ còn mà bà con bác đi ăn mà nếu mà giá mà 99.000 đi, xin thưa bà con bác, người dân mà gọi là dân càng giàu á là nó lấy là 1.000 tiền thối luôn nha bà con. Đó, chứ không bắt kịp nó hơi ngàn hơi bỏ không có. Nhưng mà nó nghịch lý chỗ này nè à, nó có một cái nghịch lý mà ba mẹ còn cũng thấy nó kỳ cục lắm. Dân nghèo á, dân nghèo ở Sài Gòn hay là ở đây nè, thì xin thưa bà con bác chịu chơi lắm, không ai chịu chơi bằng dân nghèo Sài Gòn à. Còn dân trung lưu thì có lúc có người thì tùy người, có người thích tiếp cũng đậm lắm, có người thì không tiếp. Nói chung là ở giữa thì hên xui. Nhưng mà đặc biệt một điều nha, bà con cô bác mà phục vụ dân nghèo Sài Gòn á, bà con cô bác khoái lắm, bảo đảm đó. Dân nghèo là cái như là không hiểu sao á, mà dân nghèo Sài Gòn là chịu chơi nhất à. Tiền thì không có, nhưng mà có cơ hội cái là bo đậm lắm. Có chút xíu tiền dư cái không có để dành đâu, bo à. Dân nghèo là bo đã nhất. Thông tin bữa nào bà con cô bác để ý đi, ba mươi rồi nói thật. Đây là đường Nguyễn Huệ nè. Theo cái nghịch lý á, là anh mà nghèo thì anh phải để dành anh tiết kiệm đúng không bà con? Còn anh mà già giàu là anh phải móc tiền anh ra đó. Nhưng mà nghịch lý lắm đó, nghịch lý ở Sài Gòn thì ngộ lắm. Dân mà càng giàu nó càng tính dữ lắm. Thậm chí ra bill á bà con có biết không, nó coi đi coi lại mấy lần coi có tính lộn tiền của nó hay không nữa nha bà con. Còn dân nhà nghèo á, ba mấy cô thấy nha, đi ra cái bill nhiều khi không thèm coi tờ bill luôn. Đó, dân nghèo chịu chơi lắm nha bà con. Ra cái bill hả, thôi coi làm mẹ gì. Hỏi nhân viên phục vụ á, nhiêu em? Dạ, hai của anh 280. Khỏi coi tờ bill luôn, móc ra 300 kẹp khỏi thối. Đó, xin thưa với bà con và bác, dân nghèo Sài Gòn đó, bà con và bác thấy đã không? Hành động y chang như dân đại gia. Còn dân già giàu hả, nhiêu em? 280 hả? Rồi bắt đầu cầm cái tờ bill, mình ăn cái gì, đếm có bao nhiêu cái khăn, rồi bao nhiêu cái gì, cái món này sao, rồi cái coi kia món này không, bao nhiêu chai nước. Rồi thối ra 280 hả, bỏ vô 300, rồi ngồi đợi lấy 20.000 lại. Đó, dân nhà giàu đó bà con. Đó, cho nên ba mẹ cậu thấy Sài Gòn mình có nhiều cái ngộ lắm, không thể giải thích nổi. Đó, trường hợp mà có nghĩa là mặc nhiên á, bà con thấy không? Họ giàu rồi thì 20.000 có đáng là bao đâu. Thì thôi, mới chơi cái kiểu mà thôi khỏi thối em, khỏi cần nhìn bill luôn. Đó, như vậy mới gọi là dân giàu. Còn dân nhà nghèo, mình bản chất mình đã nghèo thấy mẹ rồi. Đó, thì mình đi vô mình ăn thì mình thích thì mình cứ ăn, mà mình đã nghèo rồi thì mình phải tính cho kỹ một chút, mình phải coi cho kỹ một chút coi nó có rớt tiền không, hay là nó có tính lộn tiền không, hay là 20.000 đó ra thì mình cũng còn mình phải để dành tiết kiệm. Không, khỏi coi quá đơn, bo luôn. Thì giống như cái kiểu mà sợ người ta biết mình nghèo hay sao á. Đó, đó là cái nghịch lý mà ba mình còn thấy ở Sài Gòn là như vậy đó bà con. Đa phần là dân nghèo mà đi vô ăn là không bao giờ coi hóa đơn. À, mà chỉ nghe người ta nói nhiều là trả nhiều thôi. Rồi sau đó cái về nhà nhiều khi tức lắm bà con. Nhìn thấy chết mẹ rồi, cái này mình đâu có xài khăn đâu mà sao tính vô mình cái khăn. Có nhiều cái quán nha bà con, nó tính khăn riêng á, mà nó cứ đem ra cho bà con bác hai cái khăn, rồi bà con bác không xài á, thì xin thưa bà con bác, nó vẫn kẹp vô trong cái bơi bill luôn vậy đó. Đó, mà dân nhà nghèo á là coi như là không bao giờ có bill mà. Rồi xong không xài khăn nhưng mà mình phải trả tiền cái khăn. Nó vậy đó. Con đường này đường Lê Lợi. Rồi đây là ngã tư Lê Lợi với Bát Tơ. Tiệm kem Bạch Đằng này nè, hồi xưa đó là tiệm Mai Hương Kem. Ở đây có rạp casino nè. Bên kia là hồi đó là bưu điện Quận Nhất. Rồi đây là nhà hàng Kim Hoa. Kế bên đây là nhà sách Sài Gòn. Rồi tiếp nữa là tiệm cắt tóc Mô Đẹp. Rồi tiếp nữa đó là nhà sách Khai Trí. Đó, bà con bác nhớ không à. Rồi tiếp ngay chỗ ngã tư này nè, hồi xưa là cái tiệm thuốc tây nè. Rồi bên đây là thương xá Tam Đa nè, ATC đó. Hồi nhìn qua bên đây nè, hồi xưa là Bộ Công Chánh nè. Rồi cái tiệm FPT Shop bên kia là hồi xưa nó là nhà thuốc tây luôn. Rồi xong tiếp theo nữa là tới hầm rượu vang đỏ nè, rồi rạp Vĩnh Lợi nè, rồi nhà hàng Thanh Bạch nè. Còn tòa nhà màu trắng trắng trên kia kìa đó, hồi xưa là cái vũ trường Olympic á, Olympia chứ hả? Không biết Olympic hay Olympia vậy đó, ba mẹ cậu quên rồi. Rồi bên đây nè, nhà hàng Kim Sơn nè. Đó, ở trên là vũ trường Bồng Lai. Cái giải Thanh Tâm của Cải Lương đó bà con, lần đầu tiên được phát giải là ở trên vũ trường Bồng Lai đó, đó bà con. À, vũ trường đó hồi xưa có tiếng lắm á. Rồi đây là đường Phan Bội Châu, đây là bệnh viện Đô Thành nè.